Ủa con. Dạ. Đọc sách hả? Dạ vâng. Nè, chú có mua gà rán về cho tụi con nè. À, còn nóng hổi luôn á nha. Trời ơi, con đói bút mèo nãy giờ luôn á. Ờ, Phương đâu rồi? À, con không biết cái bà thằng này đâu, bà không xuống là mất phần thôi. Phương ơi Phương. Đó, đó. Cứ cắm mặt vô cái điện thoại đi, có ngày trượt chân té cho cắm mặt xuống đất. Được chưa? Nè, Phương. Ba có mua gà rán nè, chờ con xuống ăn thôi đó. Thôi cả nhà ăn trước đi, lát con ăn sau, đang bự. Trời ơi, cái bà này cái kiểu này là đang, chắc là đang lai dạo với cả là sống ảo rồi mà. Không biết, biết hết luôn á. Ây da. Phương ơi, con ngủ ở trong đó luôn rồi hả Phương? Lệ Ti, trời ơi, người ta đi vệ sinh mà kêu hoài à. Trời ơi, vệ sinh trong không. À, trời ơi, hay có ai ở trong đấy không vậy? Đó. Vinh ơi. Dạ. Con sao vậy? Con đau bụng quá, trời ơi, từ sáng rồi chưa đi nữa. Đau bụng hả? Dạ. Xem nè, xem nè, xem nè. Ê, chú ơi, xem nè. Hôm ấy chú người lớn chú nhường con đi được không chú? Trời. Cái gì nhường được chứ, cái này không nhường được con à. Mình là người văn minh, mình phải biết chứ. Con biết rồi nhưng mà. Trời ơi, ngày xưa cha ông ta có câu là kính trên nhường dưới, chú mấy chú nhường con được không? Trời, bây giờ con tra một phát là con chết luôn cả nhà đấy. Cái gì nhường được chứ, cái này không có nhường được. Những lúc như thế này chúng ta nín nín chứ đừng có nói nữa. Trời ơi, hai người làm gì mà ồn ào quá vậy, đi vệ sinh cũng yên nữa. Con còn nói nữa hả? Trời ơi, ở đứng ngoài đây khó chịu muốn chết rồi. Thì ra cô trong đó cô chơi điện thoại đúng không? Thì từ sáng đến giờ con thèm ăn gà rán cho nên. Gà rán cái gì mà gà rán? Cô có biết là ở ngoài đây là đau bụng khó chịu lắm không? Rồi sao cũng được rồi, ok. Thái đồ nữa. Bình nè, cho chú vô. Bình nè. Chú ơi, những lúc này chỉ nên nín, đừng nên nói. Bình nè. Gì? Bực bội quá à. Ý. Cái điện thoại này tôi để trong phòng nó mất tiêu rồi, ông giấu đúng không? Trời ơi, cái bà này. Phòng của bà người khác còn không vào được, miễn gì là tôi vào lấy. Mất đồ xong điên luôn rồi. Rõ ràng trong nhà này ông là người ghét tôi nhất. Ông giấu đúng không? Đừng có giả vờ nghe chưa? Giả đây. Giả vờ thì tôi ngồi chơi game nãy giờ dưới này bà không thấy à? Ơ à. Đưa đây cơ. Gì? Đưa đây. Anh chơi chết bây giờ. Tôi kiếm điện thoại. Dạ. Đưa đây. Trời ơi, làm gì vậy? Bội đi. Ê, 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 hai đứa kia. Sao vậy? Sao tự nhiên quýnh lộn vậy? Trời ơi, chú không thấy ở nhà bà này bà rảnh quá không? Bây giờ bà gây sự với con này. Chuyện gì nó vậy con? Nó điện thoại của con kìa. Điện thoại? Lại là cái chuyện cái điện thoại nữa chứ gì? Bộ con không có điện thoại là con chết hay sao vậy? Ngứa hả? Ngứa là gãi đúng trời không? Ơi, trời gãi ơi, là nghiện trời rồi ơi. Đó. Đã vậy thì ba nói luôn nè, ba tuyên bố nha, kể từ ngày hôm nay ba sẽ tịch thu tất cả các thiết bị điện tử trong cái nhà này. Được cái iPad đây. Nhảy lên. Ê, cái này của con, cái này của con. Đưa đây. Con không có ngoại lệ. Dạ, chấp hành. Đã vậy hả? Ngày mai ba ôm cái tivi này đem đi cất luôn, khỏi coi. Cứa ngay hả? Nghiện ngập nữa. Ráng mà chịu đi. Điện thoại của tôi. Còn trẻ thì chúng ta phải đọc nhiều sách để chúng ta cùng mở rộng cái tâm hồn của chúng ta ra, để tâm hồn nó có thể bay bổng. Không nên còn trẻ mà lại đi suốt ngày dán đầu vào cái điện thoại các thứ thì không nên, không nên. Bây giờ muốn gì? Cậu Tuấn hả? Hả? Anh Quỳnh ơi, chơi cờ tỷ phú với em ơi. Ồ, trời ơi, bé Bông hay nha. Với một cái ngày chủ nhật mà lành mạnh như này ấy,
thì chúng ta phải chơi những cái trò mà nó trí tuệ này, giải trí, chứ không được cắm đầu vào điện thoại này, iPad các thứ. Chơi. Đấy. Chị Phương ơi, hay là chơi cờ tỷ phú chung với tụi em nha. Không, ba cái trò con nít có gì vui đâu mà chơi. Thôi, chơi nha. Dạ. Ủa, bữa nay chủ nhật mà không ai đi đâu chơi hả? Nhà đông vui vậy? Dạ. Chơi gì vui vậy cho chú chơi chung chơi. Dạ, cờ tỷ phú á chú. À, cờ tỷ phú hả? Thôi, cái này chú thích lắm á. Cho chú chơi chung cái nha. Dạ. Đây đây đây, chú phụ nha. Ôi. Nè. 1 2 3. Tất con nha. Hương. Con làm gì vậy? Xuống chơi với mọi người nè. Cái trò này vui lắm con. Sao? Thôi, ba cái trò con nít mà vui cái gì? Thôi đâu rồi. Sao con biết trò này con nít? Con lấy lại con. Đây là một cái trò chơi mà phát triển trí tuệ, con hiểu không? Không có cái trò nào vui bằng lướt điện thoại hết trơn á. Suốt ngày điện thoại. Nè 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 nè. Này là không dám chơi là do sợ. Sợ thua. Coi nào. Cái gì hả? Ủa sao mặt mọi người gì vẻ bậy quá trời luôn nè. Mặt con là hề nhất luôn á, con biết không? Không, mặt ba mới là hề nhất. Thôi, xuống chơi đi. Mặt ba bị nhiều nhất. Cái xuống này đây. Là mọi người. Thôi, đi xuống đây đi. Chơi. Biết không sợ thua rồi, vui lắm. Đi xuống đây con. Cái này là mọi người rủ nha, chứ con không có muốn đâu. Thôi, trời ơi. Khiếu người ta giỏi từ đó giờ rồi. Sao vậy? Tức hả? Thôi, anh em mình lên lầu chơi rồi hả? Đúng rồi. Không chơi nữa. Chán quá. Ủa lên lầu chơi chơi. Lên lầu chơi trò khác hả? Dạ. Thôi ba, ba, đi. Chị với con. Cái mặt ba còn chỗ nào dễ được đâu. Thôi ba nghỉ luôn. Cái người này đúng thiệt á. Nhiên rủ người ta chơi cho đã vô. Giờ bỏ để chơi. Tỷ phú với tôi đi. À thì thôi hôm nay tôi bận lắm. Bây giờ tôi là phải đi ra học nhóm với vị thi rồi. Đi nha, đi nha. Xạo xạo đi nha. Hồi nãy tôi mới vừa đi ra mua nước thấy vị thi đi chơi với Đào Đào rồi. Đi vô chơi cờ tỷ phú. Đi vô chập. Chơi. Đi vô. Ngồi xuống. Thôi mà hai người chơi gì trò này phải đông mới vui chứ. Bây giờ có hai người. Thôi thôi, để ông khác, ông khác. Thôi thôi. Có ba nữa mà, không nhớ hả? Ba nào nữa? À? Ủa nhưng mà sao hôm nay bé Bông không qua chơi hả ta? Anh Vinh ơi! Bé Bông! Này bé Bông dễ thương quá ta. Dễ thương quá trời luôn nè. Bé Bông rảnh không? Dạ rảnh. Rảnh thì chơi cờ tỷ phú với chị nha. Nữa hả? 1, 2, 3 thắng rồi! Trời ơi, thắng hoài cũng khổ chứ đâu có sung sướng gì đâu. Ngồi mỏi lưng muốn chết rồi nè. Thôi tôi lên tôi nghỉ trước. Đi về sân đây. Đi đi. Đi đi, đi luôn đi. Trời ơi. Anh Vinh ơi.
ngày nào á chị Phương cũng bắt tụi em chơi cờ tỷ phú hết trơn á, em chán lắm rồi. Anh thì anh mệt lắm rồi, anh không muốn chơi nữa. Ủa mấy đứa đang chơi hả? Dạ. Mà sao chơi cờ mà mặt hai đứa buồn hiu vậy? Trời ơi, vui sao nổi chú ơi. Ê, không mấy chú trả điện thoại lại cho bà Phương đi. Chứ mấy ngày hôm nay bà Phương bà cứ bắt bọn con chơi cờ này, giã hết cả lưng. Không mấy chú trả điện thoại lại cho bà Phương đi. Đâu có được. Chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi, đã lên kế hoạch rồi, là chúng ta sẽ giúp cho Phương cai được điện thoại. Tự nhiên bây giờ hai đứa con bỏ cuộc vậy rồi chú biết làm sao? Thôi ráng giúp chú đi, vài ngày nữa thôi nha. Thì ra ba chính là thủ phạm giấu điện thoại của con mấy ngày nay. Đã vậy mọi người còn thông đồng với nhau nữa chứ. Thì ba xin lỗi, nhưng mà ba đâu có cố ý đâu. Tại con á, tại con để quên cái điện thoại trong bếp rồi ba mới lấy giùm á, ba chưa kịp đưa lại cho con á. Cả nhà làm việc này cũng vì bà mà bà Phương. Đúng rồi đó. Không ấy con bớt chơi điện thoại lại đi. Ba thấy con á, suốt ngày cứ cắm mặt vô cái điện thoại hoài à. Thay vì á, con coi điện thoại thì con chơi với mọi người nè, không phải vui hơn sao? Giống như hôm qua đó, mình chơi cờ vui quá trời vui luôn đúng không tụi con? Cũng vui, vui lúc đầu. Nếu như con cảm thấy con chơi điện thoại á thú vị hơn là chơi cờ chung với cả nhà, và con không thấy vui khi mà chơi chung với cả nhà như vậy nữa, thì ba sẽ trả điện thoại lại cho con. Muốn lấy thì lấy, muốn trả thì trả. Mọi người coi thường con quá rồi đó. Vậy chứ bây giờ con muốn sao đây hả? Thì muốn con nhận lại điện thoại cũng dễ thôi, với một điều kiện. Điều kiện gì? Tiếp tục chơi cờ với con và phải thắng liên tiếp 3 ván.